Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể anh em ba chiếc đầu CD và MD của Marantz CM6002. Máy được thiết kế mặt phay nhôm xước, máy rất đẹp. CD chạy mắt VAM 12.1 mắt phổ thông. MD cũng chạy mắt phổ thông 312. Em sẽ quay góc cạnh cho các bác xem này. Còn bác nào muốn ảnh chi tiết ruột gan thì em sẽ gửi qua Zalo hoặc tin nhắn Facebook cho các bác xem. Đấy, máy móc rất đẹp. Thì con này nó có cái hay riêng là nó cái thứ nhất là nó xuất hai đường AV cùng một lúc trên một con đầu. Và cái hay nữa là trên điều khiển có volume chỉnh to nhỏ thì chạy đĩa CD hay chạy đĩa MD và giải mã đều chỉnh được to nhỏ hết. Như một số đầu giải mã khác, MD hay CD của các hãng khác thì là chỉ chỉnh được to nhỏ khi mình giải mã thôi. Hai đường AV ra này, đấy, rất tiện luôn. Quang vào, quang ra. Con này điện 100V 50 trên 60 Hz 14W. Máy made in Japan, ba con như nhau. Đấy, máy rất đẹp. Máy về kèm có khiển xịn theo đầu. Khiển full chức năng cả CD cả MD nhé. Đấy. Bây giờ sẽ test phần ổ CD trước cho các bác. Đĩa đầu tiên test đĩa lòng trắng này. Đấy, mắt nhận rất nhanh nhá. Vào đây luôn. Chỉnh được to nhỏ luôn. Được rồi. Đĩa lòng trắng đã test ok. Cơ CD ra vào êm ái nhá. Đĩa thứ hai em test đĩa phono lòng 7 màu. Đĩa đều. Mắt nhận rất nhanh nhá.
Nòng trắng và nòng vàng em đã test ok nhé. Thì trong video các bác đang xem thì con ở dưới em đang sao từ CD sang MD, con trên đang chạy đĩa CD. Thì bây giờ về phần giải mã, các bác ấn nút MD 2 lần cho đèn nó sáng này, một lần thôi. Ấn nút Rec cho em. Và trên khiển ấn nút Input Select để chuyển về Optica. Rồi. Bây giờ mình sẽ test đọc đĩa MD. Đấy. Đấy. Play này. Bây giờ hướng dẫn các bác ghi đĩa ấn nút Rec cho em. Thank you.
Rồi. Đấy. Sẽ đợi nó lưu đoạn 25 giây vào. 29 giây. Đấy, đã lưu bài thứ tư này. Play này. Tất cả các chức năng hoạt động ok nhé. Đây, giải mã đây. Khi giải mã chỉnh được to nhỏ này. Đấy, rất tiện luôn. Thì bác nào có nhu cầu liên hệ đến em 0966723489. Xem hàng và test hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng toàn quốc. Có ship code cho các bác yên tâm. Xin chào các bác.